Em xin chào các bác ạ, và hôm nay bên em có tiếp tục có cái đơn hàng gửi cho một bác khách ở Cái Bè Tiền Giang các bác nhé. Và cái sản phẩm bác lấy bên em đó là cái con súp bát 40. Đây là một dòng súp điện đến từ thương hiệu là TD Acoustic. Và đơn hàng này là gửi cho chú Trường các bác nhé, Thiện Trung Cái Bè Tiền Giang. Và cái con TD mã của nó sẽ là 15 TD thuộc thương hiệu TD Acoustic, có giá là khoảng dưới 8 triệu đồng. Bên em đang để mức giá dưới 8 triệu đồng. Và cái mức giá này nó có thể lên xuống theo thời gian các bạn. Và bên em bán sản phẩm này lâu dài, thế nên là để mà biết giá tại cái thời điểm mà các bạn muốn mua, mà các bạn muốn biết giá chuẩn xác nhất, thì các bác hãy liên hệ bên em qua cái số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé. Và bên em có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm để phục vụ các bác. Và trong cái clip này thì em sẽ giới thiệu để cho các bác cái dòng sản phẩm là 15TD, một con súp bát 40, một cái dòng súp điện đến từ nhà hãng TD Acoustic. Và từ cái thiết kế đến cái kiểu dáng ấy, thì nhìn nó rất là sang trọng và bắt mắt. Đây là những cái tấm gỗ ở các mặt khác nhau và ghép vào với nhau, nhưng mà ở đây thì họ thiết kế này, họ dán cái lớp vân gỗ lên này và thiết kế bo viền làm cho chúng ta nhìn cái con súp này như là nó liền từ một khối gỗ ra, làm từ một khối gỗ ra thôi. Và cái phần e căng của nó các bác nhé, e căng của nó là e căng bằng vải dù, vải cao cấp, và nó rất là bền bỉ. Lớp gỗ thì được xử lý mối mọt rồi, xử lý chống ẩm rồi, thế nên là nó rất là bền. Và chúng ta có thể tháo cái phần e căng này ra các bác nhé, tháo ra dễ dàng để cho chúng ta có thể nhìn được cái phần bát loa phía bên trong. Cái phần bát loa ở bên trong là gân cao su, tái tạo âm thanh trung thực. Và ở ngay bên trong sản phẩm, ở bên ngoài vỏ gỗ, nó đều sẽ có cái tem bảo hành của TD Acoustic. Ở trong này có tem này, ở trên này có tem để chúng ta kích hoạt bảo hành online các bác nhé. Đây là tem chúng ta kích hoạt bảo hành online, chúng ta có thể cào cái lớp giấy bạc đấy đi, soạn tin nhắn theo cái cú pháp hướng dẫn ở đây để chúng ta kích hoạt online nhà hãng. Và sau khi mà bên em test sản phẩm ấy, thì bên em cũng sẽ dán tem của Lương Âm Thanh để bảo hành cho các bác. Tất cả sản phẩm chính hãng bên em sẽ bảo hành 1 năm, thế nên các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và cái phần bát loa này cố định vào trong lớp vỏ gỗ bằng rất là nhiều những con vít các bác nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Và ở phía mặt đáy này thì nó sẽ có những cái chân bọc đồng như thế này, để nó cách biệt với mặt sàn. Và dưới cái chân này nó sẽ có thêm cả cái lớp xốp nhé các bác nhé, lớp xốp mỏng nhé, để nó tránh cái con súp này nó bị dịch chuyển trong quá trình mà nó hoạt động ấy. Đấy, trong quá trình hoạt động thì loa bát nó đánh rất là mạnh, thế nên là nó sẽ gây ra cái sự rung lắc. Nhưng mà khi mà nó thiết kế cái chân nó có cái lớp lỉ dán ở dưới này thì nó sẽ hạn chế cái việc di chuyển, để cái con súp này có thể bám chặt xuống mặt sàn. Và nó làm cách một khoảng xuống mặt sàn như này để cho cái lớp gỗ ở phía mặt dưới của loa súp nó không bị xước, và nó cách ẩm khỏi cái mặt sàn gia đình của chúng ta. Và cái con súp này các bác sử dụng trong gia đình, nó vừa là một cái vật trang trí, vừa là một cái thiết bị karaoke, nghe nhạc rất là thú vị. Và ở phía mặt đằng sau đó là cái phần mạch điện của con loa súp. Cái phần mạch điện này thì nó cái con 15TD này thì nó cũng giống như cái con 12TD, nó chỉ là nó phóng to ra thôi, công suất nó lớn hơn thôi. Nó sẽ có cái cổng đường vào hoa sen, cổng đường vào bằng Canon, có các nút chiết áp để chúng ta chỉnh volume này, chỉnh pha này, và chỉnh cái tần số hoạt động của con loa súp. Có đèn báo tín hiệu, đèn báo nguồn, rồi đèn báo tín hiệu vào, đèn báo quá tải, đèn báo lỗi. Cả cái phần mạch điện này thì được gắn vào cái con loa súp bằng những cái con vít lục giác, và bên trong này nó sẽ có cái gen kim loại. Khi mà có cái gen kim loại ở bên trong, tức là tất cả những cái con vít này nó không đóng thẳng vào cái phần gỗ của loa, thế nên là nó sẽ rất là bền bỉ và chắc chắn các bác nhé. Còn nếu mà những cái con loa nào mà những cái dòng loa súp rẻ ấy, thì thường là người ta thiết kế là người ta đâm thẳng vít, người ta cố định vít là người ta bắn vào cái lớp gỗ của loa luôn. Thế là sau cái thời gian dài con loa súp hoạt động và rung lắc thì cái chỗ cái chân cái vít đấy nó sẽ bị doãn ra, và nó cái phần mạch điện này nó sẽ không chắc chắn nữa, và nó sẽ gây ra những cái tạp âm, những cái tiếng cạch cạch rất là khó chịu. Ở những cái bản cao cấp thì nó thiết kế từ những cái con vít nó làm rất là cẩn thận, thế nên là nó sẽ không bị cái hiện tượng đấy xảy ra. Và đằng sau cũng có tem của TD Acoustic này, và có mã vạch để cho mã QR để chúng ta có thể là quét mã và truy cập vào trang chủ của nhà hãng. Và con này sử dụng nguồn điện là 220V, và ở phía cái mạch điện này nó sẽ có cái mã QR nữa để cho chúng ta có thể là kiểm soát được cái mã hàng ở ngay trên trang chủ nhà hãng. Chúng ta có thể truy xuất từng mã hàng một để xem ngày sản xuất rồi bảo hành như thế nào. Và ở trên mạch điện của con loa súp nó cũng sẽ in một số những cái thông tin của con loa súp các bác nhé. Thứ nhất là về kích thước loa bát là 15 inch, tức là bát 40. Thứ hai là về cái giải tần hoạt động của con loa súp, nó sẽ hoạt động từ 28 cho đến 150 Hz, nó sẽ cắt rất là sâu, thế nên là cái tiếng súp đưa ra nó rất là mềm, chắc tiếng, uy lực. Thứ hai là về cái phần công suất power này, con loa súp này có công suất là 350W các bạn nhé, 350W.
và cái trở kháng của loa súp là trở kháng 8 ohm. Đấy, các bác lưu ý một số cái về cái phần công suất và về cái phần trở kháng này để cho chúng ta lựa chọn được những cái thiết bị ghép nối phù hợp. Và ở đây là cái nút bật tắt nguồn này các bác này. Và cái phần thông hơi của con loa súp được thiết kế ở phía mặt đằng sau. Con loa súp này thì nó thiết kế mặt đằng sau, còn một số những con loa súp khác thì nó sẽ có những cái phần thoát hơi nó thiết kế ở, ví dụ như ở bên sườn, có thể là ở mặt trước, đấy tùy theo cái thiết kế của nhà hãng, mỗi con nó một khác. Và bây giờ thì em sẽ cắm điện vào để test cái phần hoạt động của con loa súp. Tất cả những khách hàng nào mà mua hàng ở bên em thì đều được kiểm tra thiết bị kỹ càng trước khi mà thanh toán này, và trước khi mà gửi hàng thì bên em cũng sẽ kiểm tra tất cả những cái hoạt động, mọi thứ phải hoạt động ok ổn định rồi thì bên em mới gửi đi cho khách hàng. Và ở cái phần nguồn của con loa súp các bác nhé, cái phần nguồn này nó sẽ có cái phần cầu chì rời, chúng ta có thể tháo ra. Đấy, những cái trường hợp nào mà các bác cắm điện mà chẳng may nó chập cháy mà nó nổ cầu chì thì chúng ta hoàn toàn có thể thay một cách rất là dễ dàng. Đây là cái phần cầu chì của nhá, các bác có thể rút ra và nó sẽ có cái cầu chì ở bên trong này này. Và cái cầu chì thì mua rất là rẻ, 1-2 nghìn, vài 3 nghìn thôi là các bác có thể thay thế được rồi. Và bây giờ thì em sẽ cắm điện vào và em sẽ lấy cái đường âm thanh từ con vang ra các bác nhé. Ở đây thì chúng ta sử dụng kết nối với cả con vang KM350 Pro V2 thì chúng ta sẽ dùng cái đường dây Canon 2 đầu để chúng ta kết nối. Các bác lưu ý là những cái dòng súp điện 40 này thì các bác nó có thể chơi ở nhiều không gian diện tích, nhưng mà để mà hợp lý nhất và hay nhất thì các bác nên chơi ở diện tích mặt sàn là khoảng 40m² trở xuống thì nó là hợp lý các bác nhé. Và khi mà thu âm cái tiếng loa súp này thì nó rất khó thu bằng điện thoại, bởi vì chúng ta phải có những cái thiết bị chuyên dụng để mà thu. Nó hoạt động ở giải tần rất là thấp, thế nên là thu bằng điện thoại nó chỉ được một phần nào đó thôi. Và đây em sẽ lấy cái tờ giấy này em che ở cái miệng thoát hơi để các bác biết là con loa súp này đang hoạt động nhá. Và cái công suất của nó càng mạnh, mở càng lớn thì nó sẽ giật tờ giấy càng mạnh. Và bây giờ em sẽ cho nhạc lên này. Mà biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683. Bên này là bên lưu âm thanh các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và cuối video các bác hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ bên em.